Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định số 2203 ngày 21 tháng 9 xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Đông Phong 326 triệu đồng do vi phạm pháp luật về môi trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Đông Phong ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ chuyên kinh doanh lắp ráp ô tô. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, công ty có hai lỗi vi phạm là hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh lắp ráp ô tô công suất 7.000 xe một năm mà không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt xả nước thải công nghiệp ra môi trường có 4 thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải. Ngoài xử phạt 326 triệu đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Đông Phong phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.